Vionsai chào quý vị các bạn. Hôm nay Vionsai cũng rất là bất ngờ khi được em Khánh alo gọi anh vào trong em chơi. Em mới mở một quán để chúng ta ngồi uống cà phê, ăn uống. Thì đây Vionsai thấy ghi là Đồng Giao Garden Cafe Bar Restaurant Bungalow này. Địa chỉ là ngõ 110 tổ 22 Núi Vàng, phường Trung Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình. Thì số điện thoại là 0983 579 666. Vionsai chia sẻ cho quý vị bạn biết đây là một thông tin ở trong Tam Điệp, Ninh Bình. Anh em cây cảnh mà về qua đây mà vào đây để chúng ta cà phê nghỉ ngơi, một không gian rất là rộng, có cây để chúng ta ngắm, có cái không gian để chúng ta đi bộ. Đó, rất là nhiều cây. Em Khánh em chơi cây rất là lâu năm rồi. Những cây lồng rất là to, những cây trực này, cây lão này. Kể ra quay ban ngày nó có đẹp riêng, nhưng buổi tối cũng đẹp riêng. Em chào anh Giang. Anh Giang là chủ nhiệm câu lạc bộ Dục Thủy Sơn của anh em chúng tôi. Anh thấy không gian này đẹp không ạ? Anh không gian đẹp. Đẹp anh nhỉ? Tất cả anh em xem YouTube và bonsai nhá. Buổi tối có không gian rất đẹp anh nhỉ? Đấy. Em nghĩ là hôm nay Khánh có một cái lý riêng là khi mời bonsai vào chơi buổi tối để review cái không gian buổi đêm. Còn một ngày ở đó bonsai sẽ đến ban ngày chia sẻ kỹ cho quý vị các bạn cùng chiêm ngưỡng sau. Đây là một cây rất là to mà đợt trước em đi chơi ở ấy nhỉ, chơi ở Bắc Ninh năm ngoái quý vị ạ. Anh em mình vào trong kia một chút đi. Ở đây có cả em công chim sẻ. Chào công chim sẻ nhá. Em thấy không gian thế nào? Có đẹp à? Thì chúng ta vào trong đi. Đây quý vị nhìn đây, không gian mở rất đẹp. Nếu mà ban ngày thì review nó sẽ đẹp hơn nữa anh ạ. Buổi tối không, nhưng mà buổi tối có cái lung linh của buổi tối. Anh ơi, đấy, em biết tại sao mà em Khánh lại mời Vionsai vào buổi đêm không? Vì buổi đêm nó có cái không gian để chúng ta ngắm như này này. Đấy, còn ban ngày Vionsai sẽ chia sẻ sau. Kia là cái chỗ ngồi cà phê quý vị kìa. Đấy, một cái ngôi nhà gỗ lợp ngói, có những cái bộ bàn ghế ngày xưa. Đấy, đây là cái xe bò này, đây là cái xe bò này, không gian này. Xe ngựa, xe bò anh. Xe ngựa, đồ bánh to đúng rồi, ngựa này. Đấy, và kia là cả cái máy như gọi sắt gạo anh. Đấy, mà sắt gạo này quý vị này. Trời, đẹp quá. Tuyệt vời quý vị. Đây một không gian này, đây là bộ ghế salon ngày xưa này, thời bao cấp này. Đấy, đây là cái bàn ăn này. Bàn ăn rất là đẹp. Ai. Đẹp quý vị ạ. Rất là sinh động, lung linh. Quý vị các bạn mà đi đâu đó mà về Ninh Bình thì vào trong Tam Điệp thì quý vị ghé vào đây để chúng ta vừa tham quan, vừa nghỉ ngơi, vừa thưởng lãm, vừa ngắm cây cảnh. Nói chung là đầy đủ chúng ta ăn uống ngủ nghỉ ở trong này. Vionsai sẽ đi tiếp vào trong nữa xem có cái gì hay hơn nữa không, có thấy gì lạ hơn nữa không, vì đây cũng là lần đầu tiên Vionsai được đặt chân vào đây quý vị ạ. Chào bác kỹ thuật nhá. Rồi, đây là một ngôi nhà rất là đẹp. Kể ra hôm nay có em Khánh đây em review cho Vionsai thì hay hơn. Nhưng thôi Vionsai cũng mời các anh em nhá. Thằng ơi, anh ơi, vào đây, trong này. Rất đẹp. Em mời anh vào nhà. Vào. Công ơi, vào đây. Đây, một ngôi nhà tuyệt vời chứ ạ. Ui trời trà, đây cảm giác em trở về thời ngày xưa anh ạ. Đó, một cái xe đạp này ở gốc mít này. Ui giời ơi, sao hôm nay em tôi mới mà gọi tôi vào không biết nữa. Wow, thật là tuyệt vời. Một ngôi nhà thật là tuyệt vời. Wow, một không gian Vionsai được trở về thời thơ ấu anh ạ. Thời thơ ấu anh nhỉ, của chúng ta. Đấy, đẹp lắm. Thực ra khi quý vị về ở trong này ấy, quý vị sẽ quên hết tất cả mệt mỏi,
quên hết những gì. À, chào em Thăng nhá. Em Thăng bonsai ở Ninh Bình và chào em Ánh. À, hai em thấy thế nào? Thấy một không gian vui không? Có trở về ấu thơ không? Thăng. Nhờ. Tự nhiên chúng ta quên hết tất cả mọi thứ đúng không ạ? Tuyệt vời. Tuyệt vời quá. Mời tất cả anh em ngồi ghế cái để video sai lấy cái ảnh đẹp nào. Mời tất cả anh em ngồi xuống. Đấy. Anh ngồi đi em. Được, anh ngồi đây. Thăng anh ngồi xuống em. Đây là anh em trong câu lạc bộ Dục Tứ Sơn của chúng tôi. Đi là anh Giang là trưởng đoàn. Rồi, à, các anh em cứ ngồi đấy nhá, video sai vào trong đây. Video sai đi tiếp. Đẹp quá. Mời anh em đi ra ngoài để video sai quay cái khoảnh khắc đi ra. Đây là một cái cổng vào. Nào, Thăng với Ánh ơi, chúng ta vào trong thôi. Mời anh em vào trong để video sai còn chia sẻ tiếp. Tuyệt vời. Đấy. Công nhận là vào đây mình quên hết mọi thứ nhờ Ánh nhở. Đẹp nhở. Đấy, lại đây là một cái ngồi nữa. Ui, một con thuyền này. Đây cũng ngồi được cà phê luôn này. Đấy, ngồi thuyền cà phê. Anh em ngồi vào hết đây đi. Chúng ta lên thuyền thôi. Đấy. Úi giời ơi, còn gì bằng nữa quý vị. Một không gian quá đẹp, quá lý tưởng cho chúng ta khi một ngày mệt mỏi làm việc, chúng ta về với đây nghỉ ngơi. Thật sự là anh Giang ơi, ở ngay đây thôi mà chúng ta không biết nhỉ. Quá đẹp luôn, nào. Wow, chào hai chủ nhiệm nhá. Chủ nhiệm câu lạc bộ 8X và chủ nhiệm câu lạc bộ Dục Tứ Sơn. Ok, xong rồi. À, mời hai chủ nhiệm vào trong này thôi. Cái này là cái dưa, là cái cũng là xay bột đấy mà, để vào để sát gạo cho nó chảy rúa ra, cái bánh lăn lăn đi lăn lại. Ở cái lăn nữa, đúng rồi, lăn nữa. Đây mời anh em vào trong này đi. À đây công cái Ánh ngồi cái phát nào, ngồi cái đây này, bập bênh này. Nói vui thế nha, cảm giác nhiều chai ăn với xe cộ ngồi với nhau. Đẹp quá quý vị ạ. À, VM Sai đang vui nên là cũng cười hơi to, mong quý vị các bạn thông cảm cho VM Sai hôm nay nhá. Chúng tôi đang được trở về tuổi thơ nên là có tiếng cười nó cũng hơi sảng khoái một chút, thì mong quý vị các bạn thông cảm. À, đây là một ngôi nhà gỗ nữa. Đó, để những cái bàn ăn. Chào bạn nhá. Xin chào. Không gian đẹp quá. Đây là những mâm tiệc đang chuẩn bị cho khách đến này quý vị này. Đó, ăn uống này. Đẹp không ạ? Wow, một món ăn rất là ngon. Ui chà 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 chà, đói lắm rồi quý vị ơi. Thơm lưng. Thơm quá. Một không gian rất đẹp. Đây có súng này. Tuyệt vời. Có lẽ là anh em ta năng vào đây đấy anh Giang ạ. Vionsai sẽ gửi qua lời mời ở đây nhá. Anh em các nơi của Vionsai, nếu về Ninh Bình, alo Vionsai để Vionsai đưa các bạn vào trong này. Vionsai luôn luôn chờ các bạn. Đúng rồi ạ. Có cây ngắm cây đẹp. Vâng. Tuyệt vời. Chúng ta đang tiến vào trong trung tâm. Đây là khu điều hành, tức là khu quầy bar quý vị. Đấy, khu quầy bar này quý vị này. Công vào trước đi, bảo là anh Thắng đang quay nhá. Đấy. Đây, chào ông chủ đây. Chào ông chủ. Vì ông sai quay từ đầu rồi. Chào Khánh nhá. Ông chủ khu to quá. À, anh thay mặt mọi người chúc em và gia đình an khang thịnh vượng và hồng phát em nhá. Em có những người nào ở đây giới thiệu một tí? Đây là một cái quầy bar của mình đúng không? Đây là quầy bar này. Nhìn trông cũng tây tây đấy chứ. Ơi, thường. Chào bạn nhá. Ok. Bạn tên là gì và là kế toán đây là như nào? Vâng, em kế toán anh ạ. Em kế toán luôn đây à? Ờ, cái này mở được lâu chưa em? Tầm một tháng rồi anh. Một tháng rồi, đẹp quá em ạ. Một khu trong kia là khu bếp à? Vâng. Rồi anh review một chút quầy bar đã. Đấy, quầy bar, em tắt hộ anh cái nhạc tí được không? Không, anh bị bản quyền. Đấy, tắt hộ anh cái nhạc tiếng, anh bị bản quyền luôn. Đây quý vị này, đây là khu quầy bar, rất sạch sẽ quý vị nhá. Thực chất ở ngoài là gỗ thôi, nhưng bên trong này toàn bộ đồ đương đại. Nên là quý vị các bạn yên tâm, rất là sạch sẽ. Quảng cáo cho em nhá. Đây quý vị như này, rất là sạch sẽ. Trải nghiệm đấy nhá. Đâu xem nào, bắt đầu
Vào đây nào. Tuyệt vời quá nhỉ. Cho anh vào chỗ này anh chia sẻ cái nơi không gian để tí nào. Này. Ô cái thằng này. Ui ui hơi bé thôi, anh đang quay. À, đây là máy pha cà phê hả em? À đây máy pha cà phê quý vị ạ. Nói chung là rất là sạch sẽ quý vị ạ. Đây quý vị nhìn thấy ạ, sạch sẽ. Cái sạch sẽ là cái hàng đầu của cái ăn uống của chúng ta. Đấy Vi Am Sai đang chia sẻ. Đâu? Đây là Vi Am Sai review khu vực pha chế quý vị nhá. Wow, tuyệt vời, sạch sẽ. Tuyệt vời đấy. Anh đang bảo là giật mình. Một tháng nay hôm nay được em mời vào nhưng mà buổi tối nó có cái lý do của buổi tối. Nhìn rất là sang trọng của buổi đêm. Còn ban ngày Vi Am Sai chia sẻ tiếp. Đó, còn bên trong kia là khu nấu ăn. Wow, rất sạch quý vị. Rất là sạch, tách biệt luôn. Chào bác đầu bếp nhá. Tuyệt vời, sạch sẽ. Đây quý vị. Thực ra ít khi mà nơi nào mà được review cả chỗ nấu nướng và chỗ ăn uống như này. Vi Am Sai đã được vào trong này chia sẻ tất cả cho quý vị các bạn cùng biết. Để chúng ta yên tâm về tất cả mọi thứ. Đây là một cái sảnh lớn khi chúng ta ngồi nghỉ đào đông này quý vị này. Đó, khi ngồi đông ở đây. Chúng ta ngồi quây quần ở đây rất là tuyệt vời. Và trong này còn nhiều nữa. Chắc là ở phía trong kia Vi Am Sai phải hẹn quý vị các bạn là ban ngày. Để Vi Am Sai sẽ vào trong đấy chia sẻ quý vị kỹ hơn. Thật là tuyệt vời. Vi Am Sai đang tiến thêm một chút vào trong này nữa. Trong này chúng ta thấy rất là rộng. Rộng lắm quý vị ạ. Wow. Wow, có hồ. Rất đẹp. Cứ đi thẳng đấy à thằng ơi. Đi thẳng đấy luôn à. Vâng. Đây có chỗ ngồi nữa này, nghỉ ngơi này. Ui thích chưa. Chỗ này là khi mà mình kiểu muốn ngồi sợ không may mưa gió thì chúng ta ngồi đây quý vị này. Nhá, nên quý vị không sợ là mưa gió đâu. Tất cả đây có mái che, tất cả yên tâm. Đây là nhà bê tông. Rất là sạch sẽ. Ừ. Ồ, nay thấy công có gì là lạ. Anh thấy công nay là mặc quần Âu Servin lại giày đẹp. À, hôm nay em đi vào cái chỗ này nó khác nha. Wow. Quý vị cho em công chia sẻ một like ạ. Đi anh em vào trong tiếp đi, không có thời lượng nó hơi dài. Đó. Còn là ban ngày Vi Am Sai sẽ chia sẻ quý vị kỹ hơn. Ui, một cây cầu. Một cây cầu rất đẹp. 1982 à? Tham gia với hội 1982. Tới đây khi mà mọi việc nó ổn thỏa, tất cả mọi cái nó ổn thỏa thì Khánh sẽ tham gia với hội 1982 như cây cả nước anh ạ. Cái bộ bàn ghế này, công anh thấy để mưa nắng được. Vâng. Tại sao em Khánh em đi em lấy những bộ cũ như này? Đấy. Vì cái này nó hết độ ngót rồi. Đúng rồi. Đúng không? Hết độ ngót rồi. Toàn bộ như thế này em cảm giác bằng lim hết rất nặng nha anh ạ. Nặng lắm. Wow, đúng rồi. Đây một sân chơi đây quý vị. Tuyệt vời. Đây những cái nhà nghỉ ngơi đúng không? Đây cái phòng nghỉ ngơi đây quý vị này. Cái khu nhà cũ của Khánh ấy. Nhưng em làm cái phòng nghỉ, nhà nghỉ. Phòng nghỉ còn sân đây đấy. Nếu ban ngày sân cây của bạn cũng đẹp đấy. Đẹp đấy, khu vực rất đẹp. Thôi Vi Am Sai chắc chắn thì chia sẻ một chút vậy vì đây nó hơi tối. Quý vị cũng không xem được cái gì mà chỉ nghe tiếng nói của chúng tôi thôi. Nhưng mà Vi Am Sai cũng xin phép chia sẻ lại cái khoảnh khắc này là một không gian ở trong Tam Điệp này ấy, ở Ninh Bình. Vi Am Sai đang được đặt chân ở đây. Vi Am Sai cảm nhận được đó là một không gian tuyệt vời của những người đam mê về cái không gian ngoài trời. Nhất là anh em yêu cây cảnh. Khi những ngày mệt mỏi họ đi đâu đó, đi qua Ninh Bình thì chúng ta vào trong Tam Điệp. Đấy. Hỏi Garden Đồng Giao Garden hoặc là số điện thoại Vi Am Sai để trên đầu tiêu đề đó. Hoặc là gọi cho Vi Am Sai. Vi Am Sai sẽ có trách nhiệm để gọi có người đón các bạn, chỉ cho các bạn tận nơi. Quý vị nhá, quý vị không lo để không biết chỗ đâu ạ. Cứ gọi cho Vi Am Sai cũng được. Vi Am Sai sẽ gửi cho thông tin để chủ trong này có người để gọi về cho quý vị các bạn. Có anh vừa lên rồi. Vi Am Sai cảm ơn quý vị các bạn rất nhiều đã bỏ một chút thời gian để Vi Am Sai review cái không gian trong này của em Khánh cho quý vị các bạn cùng biết cái thông tin. Vi Am Sai xin dừng ở đây. Chào hẹn gặp lại quý vị nhé.